Hôm nay chúng ta học buổi cuối. Chúng ta học buổi cuối. Quý vị chờ cho một chút. Tôi đang ở bên nhà, bên nhà in á, nhà in Việt Nam, họ đang nhắn tin hỏi thăm một hai chuyện liên hệ đến cuốn sách sách in. Có nghĩa là hôm nay là ngày 30 tháng 10, hôm nay là ngày 30 tháng 10, thì trong tháng 11 này nè là chúng ta có quyển kinh nghiệm tự quán 2, nói chân thành. Nói chân thành thì không phải quảng cáo, mà có phải nhận rằng đây là cái cuốn sách mà bà con rất là nên có, bởi vì cái quyển này đó là tôi xin nói leo một chút, có nghĩa là ngay cả chư tăng á, chư tăng á, những vị pháp sư á, thì cũng nên lặn lưng cái cuốn này đi đâu giảng á, thì có thêm một cái nguồn tài liệu tôi cho là rất là phong phú. Giảng sư ra thì đàm hay là pháp sư hay là hành giả, hoặc là cái người mà còn cái người mà muốn tìm hiểu Phật pháp thì khỏi nói rồi bắt buộc. Nhưng mà đại khái là ở trong cái quyển, nội dung quyển này tôi nhắm đến một số đối tượng hơi đặc biệt, ví dụ như cái vị giảng sư hay là những vị hành giả đó, thì nên lặn lưng theo cái cuốn này, bởi vì trong đó có rất là nhiều cái tiểu mục và trong cái phần phụ lục á, tôi cho là rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Và khi mà chúng tôi đang bắt đầu buổi giảng như thế này thì bên kia bắt đầu người ta bắt tay vô, người ta in. Tôi mới vừa ký giấy ủy quyền cho họ để họ in giùm á. Rất là mừng. Đúng ra nó sớm hơn chúng tôi hôm trước trong thông báo chúng tôi hứa với các vị trong mùa thu, nhưng mà cứ thêm 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 nội dung, thêm riết mà cho đến bây vừa thêm vừa sửa thêm cái mới mà chỉnh sửa cái cũ, rồi mãi cho tới hôm nay là ngày 30 tháng 10, có nghĩa tuần sau chúng tôi bay rồi, thì là bây giờ nó mới xong đó. Bây giờ mình để khỏi phải làm mất thời giờ nha, khỏi phải làm mất thời giờ, chúng ta đi vào cái nội dung của bài kinh 160, là kinh khó trừ khử. Patibino đá có nghĩa là từ bỏ, trừ khử, tống khứ. Đó là tâm tham tham á, rất là khó đối phó, rất khó trừ khử. Tâm sân, tâm si, nói chung là ba cái phiền não đó mà nó đã xuất hiện là rất là khó trừ khử. Nếu mà chúng ta chỉ là nghe nghe đọc hay là liếc mắt xem kinh trên mặt giấy đó, thì chúng ta thấy làm như cái đoạn bài kinh này là vừa quá ngắn mà lại vừa có nội dung hơi huề vốn, hơi huề vốn. Nhưng mà không phải như vậy, không phải là huề vốn, mà nội dung này mà là nhắm tới một cái nội dung này là nhắm đến một cái vấn đề mà chúng ta phải đặc biệt lưu tâm. Đó là ở trong 37 phẩm Bồ Đề, gọi là 37 phẩm Trợ Đạo á, hoặc là ở trong Bát Chánh Đạo nói riêng và 37 phẩm Bồ Đề nói chung, thì trong đó phần gọi là chánh cần hay là chánh tinh tấn á. Thì chánh tinh tấn hay chánh cần nó gồm có bốn, có nghĩa là các vị ghi giùm nha, tức là nỗ lực ngăn trừ cái ác pháp chưa có, nỗ lực đối phó với cái ác pháp đang có, nỗ lực tu tập cái thiện pháp chưa có, và nỗ lực bảo trì cái thiện pháp đã có. Thì muốn hiểu bài kinh này thì chúng ta phải biết qua cái tứ chánh cần. Chúng ta thấy rằng chính vì tham khó trừ khử, sân khó trừ khử, cho nên chúng ta mới tu tập tứ chánh cần. Có nghĩa là có người đó là khi mà họ không có khả năng đối phó trực diện với phiền não thì cách tốt nhất đó có nghĩa là họ phải đề phòng nó trước khi nó có mặt. Đề phòng bằng cách nào? Đề phòng bằng cách nào? Đề phòng bằng, dĩ nhiên nó đi nó lại cũng là đề phòng bằng tam nghiệp.
hoặc là một cái cách nói khác là đề phòng bằng cách là thu túc lục căn. Tam nghiệp là sao? Tam nghiệp có nghĩa là trước khi làm cái gì đó là phải biết tại sao mình làm cái đó có nên hay không. Nói cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, khi mình đang suy tư cái gì thì mình lập tức kiểm soát là cái suy nghĩ này nè, nó có lợi có hại gì cho mình cho người hay không, đó là ý nghiệp. Còn cái khẩu nghiệp cũng vậy, trước khi nói cái gì uốn lưỡi 7 lần, đó cũng là cách đối phó với ác pháp. Rồi thân nghiệp cũng vậy, trước khi làm cái gì thì cũng phải xem coi cái việc này nó có hại mình hại người đời này đời sau hay không, nó có ảnh hưởng gì đến cái chuyện tu hành giải thoát của mình hay không. Ừ, nhớ. Rồi đó là một cách nói. Cách nói thứ hai nữa nó tức là tứ chánh căn á, tức là nó gồm có 4 phần, tức là nỗ lực đề phòng, nỗ lực trừ khử khử, nỗ lực tu tập và nỗ lực bảo trì đó. Thì khi mà chính Đức Thế Tôn mà xác định là phiền não khó trừ thì mình phải phải nhớ là cái tứ chánh căn liền mà nó à, nếu mà khó trừ đó như vậy mình phải tránh nó từ xa. Nhà mà nó đã phát hỏa rồi đó thì chữa lửa rất là khó. Cho nên cách tốt nhất là cẩn thận đèn đốm lửa củi nha, đèn đốm lửa củi phải cẩn thận, nến nhang rồi đó là phải cẩn thận. Bởi vì khi nhà mình đã phát hỏa rồi thì phiền lắm, chờ xe cứu hỏa tới, thứ nhất là rất là lâu, và thứ hai nữa là mình không biết cái nhà mình nó chất liệu đó là cái gì, nó có thể nó rất là dễ bén lửa. Nó đã bùng lên rồi thì khó mà trừ. Nếu mà mình hiểu như vậy đó, khi mà mình hiểu được nhà cháy khó chữa đó thì mình phải đề phòng cái chuyện hỏa hoạn từ rất là sớm nha. Nội dung bài kinh này là như vậy. Nếu mình hiểu được phiền não mà xuất hiện rồi thì khó trừ đó. Uppanna này có nghĩa là đã xuất hiện đó, thì khó trừ. Thì thôi thì mình phải tránh nó từ xa. Đối với phàm phu có 2 cách tu, một là tránh, hai là trừ. À, thì mình thánh nhân thì không còn chuyện gì để nói rồi, nhưng mà đối với phàm phu có 2 cách tu, tu bằng cách tránh và tu bằng cách trừ. Mà mình thấy trừ là chịu không nổi thôi mình tránh. Thí dụ như mình biết tánh mình nóng, thì mình nên 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 tránh, tiếp xúc, tránh va chạm trong trường hợp không cần thiết. Thí dụ như mình tánh mình dễ tự ái mà mình cứ sáp vô mấy cái đám mà nhiều chuyện, vô chùa mình làm phước phục vụ quét tước chân dọn thì mình cứ lo cắm đầu mình làm, còn không mình kiếm chỗ nào gốc riêng một mình để mình làm. Chỉ cái mắc cái chứng gì mà cứ sáp vô cái đám nhiều chuyện, nói ra nó vô hồi thế nào cũng cũng là sinh chuyện sinh sự thôi nha, cái chuyện nó chuyện không có gì khó hiểu hết trơn nha. Đó gọi là tránh từ xa đó, mình biết tánh nóng. Và nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói các vị đó, không cần phải lên rừng sâu núi thẳm mới gọi là can đảm, mà các vị có cái gan á, có cái gan mà xóa đi những cái email mà mình nghi ngờ là nó không cần thiết, không thật cần đọc nha. Những cái tin nhắn mà mình thấy không cần thiết là mình không có cái gan mình bỏ nó đi, đừng có tiếc ráng đọc để hồi mà nó sinh chuyện nữa nha. Thấy cái người đó là xóa, thấy cái người đó là xóa, thấy cái người đó là xóa. Tại chính mình biết là mình với người này không có chuyện gì hay ho để mà trao đổi hết á nha. Mình phải biết cái đó. Và mình hãy nhớ rằng là cái tuổi đời của mình nó càng lúc nó càng rút ngắn, nó càng teo tóp dần, sức khỏe của mình nó càng lúc nó cũng càng gọi là hạn chế dần. Ừ. Cho nên mình không có nhiều thời giờ cho những cái thù tạc qua lại với cuộc đời đó quý vị nha. Mình phải tránh từ xa như vậy, mình phải dồn hết thời giờ cho cái chuyện là tu tập nha. Chứ còn mà giờ này mà cứ tự tìm cách biện hộ để rồi còn qua lại tuồn tạc với cuộc đời nhiều quá, trước mắt là mất thời gian, thứ hai nữa là sớm muộn gì cũng sanh chuyện. Bởi vì chính trong kinh ngài đã dạy rồi, phiền não mà nó đã xuất hiện thì khó lắm, khó trừ lắm quý vị, khó lắm. Mà mình nhiều khi mình dễ ngươi nha, mình dễ ngươi, mình cái lúc mình chưa có xảy ra chuyện mình thấy đâu có gì đâu, mà tới hồi mà nó sanh chuyện rồi đó thì lúc đó nó đã quá muộn rồi nha. Cho nên đó là tôi nhắc lại một lần nữa, tôi rất là thèm, các vị biết không, tôi rất là thèm. Tôi thèm có một cái nơi, tôi thèm có một cái nơi mà coi như đó là suốt 3 tháng, 6 tháng không có email, không có internet, không có điện thoại, không có tin nhắn, không có Facebook, không có một cái phương tiện truyền thông liên lạc nào với thiên hạ hết. Và ở đó chỉ mong đó là thời tiết khí hậu thích hợp, thực phẩm thích hợp, thầy bạn thích hợp. Chỉ mong bao nhiêu đó thôi nha, chỉ mong là thực phẩm, thời tiết và thầy bạn thích hợp.
chữ là trong 3 tháng 6 tháng như vậy. Và nếu mà mai này mà chúng ta có duyên gặp nhau bên đất Miến đó, thì tôi cũng xin nói thiệt là ở đó là chúng ta cũng phải tuân thủ những nguyên tắc này. Vào đó là mình phải có gan, trước khi mà vào ở trong cái cánh cửa và cái chỗ thiền thất đó, thiền thất bảo tụi nó đùa nhưng mà nó là thật, tôi tính đặt cái tên là Sơn Trạch. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Alo, Sơn Trạch có nghĩa là sạch trơn đó. Nhưng mà Sơn Trạch thì nghe nó sang, nhưng thật đó là Sơn Trạch là sạch trơn, là vô đó là gì ăn rồi chỉ có quét dọn hai cái, quét dọn cái chỗ ở và quét dọn cái tâm của mình nha. Vô mình là cái tên đó là tên Sơn Trạch. Đó là cái cách mà tu đúng như cái bài kinh này nè, tức là phải tránh phiền não từ xa các vị à, phải tránh từ xa và nhớ hoài cái câu này: mình không còn thời gian nữa, mình không còn thời gian nữa. Mình á, là một cái người mà chiến sĩ bị trọng thương, mình đang sống bằng những giọt máu sau cùng. Nhớ cái này, mình đang sống bằng những giọt máu sau cùng. Mình mà người bị trọng thương mà uống nước vô là mau chết, mình cũng vậy, mình sống bằng những giọt máu sau cùng mà mình thù tạc nhiều quá, làm mình không có yên đâu, mình còn qua lại với cuộc đời nhiều quá, là giống như mình đang uống nước vậy đó, đang uống nước để cho máu nó loãng ra mau đi hơn thôi nha. Cho nên cái bài kinh này sâu lắm, sâu là chỗ đó, tức là nếu xét thấy mà coi như là mình là yếu người thì đừng có đi nắng. Nếu xét thấy tham của mình mạnh quá, sân của mình mạnh quá, si của mình mạnh quá thì là mình phải có cái biện pháp gọi là ngăn tránh từ xa nha, chứ đừng có đợi nước tới chân mới nhảy thì nó quá muộn rồi nha. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không biết phiền não đến từ đâu ghê gớm, tôi không biết, tôi chỉ biết một chuyện trước mắt, đó là bớt thù tạc, bớt qua lại, bớt trao đổi, bớt giao dịch. Trong những trường hợp mà thật sự không cần thiết, bớt đi, nghe tôi đi, bớt đi, ngay từ bây giờ bớt cái email, bớt cái Facebook, vô đó chỉ có phiền thôi mà. Mắc cái chứng gì mà nghiện ngập thì đến cái mức mà bỏ không được, cứ sáp vô là có chuyện, sáp vô là có chuyện, tôi hứa như vậy nha. Cho nên cái bài kinh này chuyện đầu tiên là ngài nói rằng á, là ba cái phiền não đó là cái mà đã có mặt rồi là khó trừ lắm, cho nên mình chỉ có cách tu là mình tránh thôi. Đó, tránh trước mà các vị tin tôi đi, tránh đi, nó quen quý vị à, cái gì nó cũng quen hết trơn á, cái gì nó cũng quen, chuyện tốt chuyện xấu nó đều được gọi là gây dựng trên cái con đường mang tên là thói quen nha. Chuyện tầm bậy cỡ nào, chuyện hay ho cỡ nào mà cứ thói quen mà làm hoài đó, thì lâu ngày nó thành ra là cái cõi sống của mình, nó thành cái vốn riêng, nó thành máu, thành tủy của mình, tin tôi đi nha. Cho nên bây giờ là ngay bây giờ phải tập tránh bớt những cái giao dịch thù tạc, giao tiếp không phải cần thiết, có cách đó mình mới tránh được. Và cái tạng luật có nội dung như thế nào, nguyên cái tạng luật có nội dung là gì ta, có hai cách. Cái cách một là tạng luật là dạy mình cái chuyện gì nên làm và không nên làm, và cái nội dung thứ hai của tạng luật là gì, là dạy mình tránh cái cần tránh, không làm cái không đáng làm. Tạng luật á, thì có rất nhiều cái điều luật là mang cái nội dung là đề phòng chứ không phải là đối phó. Rất nhiều cái điều luật ở trong tạng luật á, dành cho tăng ni á, nó mang cái nội dung là đề phòng. Thí dụ như tỷ kheo không có nói chuyện riêng lẻ với phụ nữ quá 6 câu, trong khi nói chuyện đâu có làm gì đâu, nhưng mà không, không được nói quá 6 câu trong cái bối cảnh riêng lẻ. Tỷ kheo không có được có mặt ở một cái chỗ kín đáo riêng tư với phụ nữ. Mà kín đáo này có nghĩa là gì? Kín đáo này có nghĩa là nó đủ khuất để mình muốn làm gì mình làm. Thì hỏi gì chứ, chưa, mình chưa có làm gì hết mà, nhưng mà phải cấm trước. Cho nên có những cái luật, có những cái điều luật, có những cái học giới mang cái nội dung là đối phó cái chuyện bậy trước mắt. Nhưng mà có những cái điều luật, có những cái học giới nó mang cái nội dung là đề phòng, là ngăn tránh. Trong tạng luật á, trong tạng luật, cho nên nội dung tạng luật đó, nó có hai cách nói. Cách một đó là dạy mình cái gì nên làm và không nên làm, và cách hai đó là dạy mình đó, nên tránh và nên trừ, nên tránh và nên trừ, cái là có chuyện mình phải tránh trước,
mà không làm cái chuyện tránh đó là coi như phạm đó. Còn cái trường hợp thứ hai nó là kêu tránh mà không tránh đó, thì cái đó là phạm, thành là dễ hiểu rồi. Mà trường hợp kêu kêu tránh mà không tránh, kêu đừng làm mà làm thì phạm đã lầm. Mà kêu tránh mà không tránh đó, không tránh từ xa, không có cái dấu hiệu mà không có cái chủ ý mà tránh né từ xa cũng phạm đó. Chẳng hạn như hai cái giới đã tôi mới nói đó nha, tức là không có cho nói chuyện, không có cho nói chuyện riêng lẻ quá 6 câu. Chay qua chay, tiếng Phạn gọi là chay qua chay, tức là six word, six sentence. Chay qua chay, qua chay có nghĩa là sáu sáu câu, sáu câu dùng cổ đó. Không có nói chuyện với phụ nữ trong cái trường hợp mà riêng lẻ đó quá 6 câu, nhớ nha. Rồi như vậy thì trong 5 cái điều mà ngài dạy rằng khó mà trừ khử, trong đó 3 cái điều đầu tiên là phiền não rồi nha. Ba cái điều đầu tiên là phiền não, và tôi chỉ ôn sơ lại trước khi tôi qua 2 cái điều cuối nha, 2 cái điều sau. Có nghĩa là đừng có nghĩ rằng là tôi nhắc đến tặng luật, có nghĩa là bài kinh này là dành cho hàng xuất gia không phải, mà dành cho tất cả những người cầu đạo giải thoát nha, dầu là cư sĩ cũng vậy. Trong cái chuyện ăn mặc đi đứng giao tiếp sinh hoạt, tất thảy đều phải được thực hiện trong cái tinh thần của bài kinh này, đó là tinh thần tránh và trừ nha. Tất cả tôi nhắc lại, ăn uống đi đứng sinh hoạt giao tiếp, ăn uống sinh hoạt đi đứng giao tiếp, tất cả đều phải tuân thủ theo cái tinh thần của bài kinh này. Là từ cái chữ chỗ, cái chỗ ở đó, chỗ cái chuyện ăn, chuyện ở, chuyện mặc đó, là mình thấy cái này cái bộ nó có cái dấu hiệu của cái chuyện phiền phức là tránh. Ăn á, ngay trong chuyện ăn đó mà mình thấy cái món ăn này hình như nó bắt đầu cho một cái chuyện phiền phức. Tôi ví dụ mình làm giả mà người ta bày cái món chè hột me này, theo quý vị không biết Trung Trung có hiểu cái chữ chè hột me không ta, biết cái món đó không? Mình là hành giả, mình nội mình theo dõi đi đứng nằm ngồi thở ra thở vào là đã không có thời gian rồi, mà tự nhiên cái trong lúc vui miệng cái người ta bày ra cái chè hột me mà cái mình biết thời gian nó biết là bao nhiêu rồi, tự nhiên cái mình đang lúc này chánh niệm đang ngon lành thì tự nhiên cái nó bóc cái phone lên nó hỏi gì chứ ngày mai có muốn ăn bánh xèo không, ghé lại nhà nó tiếp nó bằng tay rồi ăn. Mình ngồi mình ngẫm rồi mình ăn, cái sức của mình ăn được bao nhiêu, nhắc đến bánh xèo đi nó thèm nó chết chứ, cái sức của mình ăn được bao nhiêu mà mình mất cho mày cả buổi đó, mất cả buổi thôi thì bây giờ thèm quá, ở Sài Gòn đâu có ngán ai, cứ chạy thẳng ra lụm 2 cái về xử xong quẹt mỏ tu tiếp. Chứ còn mà những cái món ăn mà nó quá mất thời gian thì làm ơn tránh giùm. Ở cũng vậy, bài biện chưng dọn tranh tượng kỷ vật lớn bé sau những chuyến đi tha về chất đầy lên, thì mình thấy hình như cái này nó có dấu hiệu của phiền đây nè, là phải tránh. Như vậy là ăn mặc, mặc cũng vậy, mình thấy cái chuyện mặc mà mình thấy khi mình có nảy ra cái nhu cầu mà mặc cái này mặc cái kia đó là mình thấy nhiều lắm đó, là mình chỉ quan tâm 2 3 chuyện nhỏ trong cái mặc là thí dụ như mùa nào thức nấy, chất liệu nào cho mùa nóng, chất liệu nào cho mùa lạnh, đủ rồi. Còn kiểu dáng thì mình cứ nhớ đơn giản thôi, có nghĩa là một thứ là nó áo tay cục hay là áo tay dài, còn nếu mà là nữ thì cứ là áo bà ba, áo ông bà bốn gì đó là xong. Mình được hành giả mà coi bên ba ốc họ mặc cái gì, trên ở trên thì cái áo giống giống lỡ lỡ như áo bạc khách lục bình vậy đó, ở dưới là quất cái xà rong là xong cho nó bớt phiền nha. Tôi đang giảng cho bà con mà tôi đem cái chuyện đời đó tôi nói nó kỳ nhưng bắt buộc phải nói, có nghĩa là chuyện ăn, chuyện mặc nha, chuyện giao tiếp phải, chuyện đi đứng chỗ lui tới cái người mình gặp gỡ là mình phải xét coi cái này nè, cái người này, đối tượng này, nơi chốn này, món ăn này, thứ trang phục này, nó có phải là cái mầm của phiền hay không. Nếu mình xét thấy nó là cái mầm của phiền thì mình phải tránh từ xa chứ, để cho nó tới nơi rồi nó phiền dữ lắm nha, nó phiền dữ lắm. Đó là cái kim chỉ nam, kim chỉ nam mà cũng là cái cẩm nang, những điều tâm niệm mà hành giả phải nhớ đó, phải nhớ, bắt buộc phải nhớ nha. Ăn mặc ở đi đứng sinh hoạt và giao tiếp luôn luôn phải cẩn phòng cẩn cẩn nha. Rồi bây giờ tiếp qua tới 2 cái thứ 3, cái thứ 4 và cái thứ 5 nè. Đó
Tức là Ngài nói rằng cái phiền não đó là cái mà khó trừ khử đã đành được rồi, bây giờ Ngài mới lấy trong cái phiền não ra một cái nữa, đó là cái tật ham nói. Cái tật ham nói đó là coi như là một cái thói quen mà rất là khó bỏ. Bởi vì ham nói mình mới nghe qua, mình xét trên mặt chữ ham nói còn thấy có mình này, nhưng mà mình có tật ham nói thì mình phải kiếm cái người chịu nghe. À, cái vấn đề nó là chỗ đó. Hãy có cái tật mà thích nói đó là phải kiếm cái người chịu nghe. Mà chỉ cần có người chịu nghe thì cái tật ham nói của mình nó tha hồ, nó phát tác. Mà đời nào mà bên kia nó nghe mà nó không chịu nói, thế là nó cũng dành nó nói, và mình cũng dành mình nói nha. À, nó dành nói. Cuối cùng rồi thời gian nó qua vun vút, mà đa không phải đa phần mà là 99,9%. Hễ ham nói là nó toàn là tào lao không, toàn là chuyện tào lao không. Chứ nếu mà nói về Phật pháp đó, thì dầu cho cái người đó mà họ có thiết tha cách mấy đi nữa, mình thích nói pháp đó, thì cũng có chừng có mực so với cái nói chuyện tầm bậy. Chỉ có nói chuyện tầm bậy mình mới nói triền miên ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác. Chứ còn cái nói là cái ông không thích nói pháp, tôi nghĩ tôi cũng là người nói pháp, tôi là người dạy học mà, nó cũng phải coi đối tượng nó là ai tôi mới nói được nha. Còn đằng này cái mình nói chuyện tầm Hello, các vị, cô có người báo cho tôi biết là hết nghe, như thì các vị đã nghe đến đâu? Kỳ lạ ha, rất là lạ. Mà tôi nói tôi nhắm mắt, nó khổ rồi tôi nói tôi nhắm mắt, khi tôi mở mắt ra thì nó hết rồi nha. Cho nên bây giờ đó, các vị nói nghe cái người chỗ ham nói, nhưng mà tôi nói đến chỗ nào rồi, các vị nhắc cho tôi được không? Tôi nói nhiều lắm rồi. À rồi, thì cái người ham nói đó họ có những cái quà bậy sau đây. Trong đầu mình phải có cái tào lao á, mình mới có thể nói tào lao. Và khi mình thích nói tào lao thì mình phải đi tìm cái người tào lao để mình nói cái điều tào lao. Như vậy tổng cộng lại là nguyên một cái mớ tào lao, các bạn nghe kịp không? Nó nguy hiểm vậy đó. Mà cái tật nó ham nói này nó là khó bỏ lắm quý vị, rất là khó bỏ, phải nói rất là khó, bởi vì nó thành cái thói quen. Thậm chí có những người mà họ nhịn ăn nó dễ hơn là nhịn nói, tôi nói cái này không biết bao nhiêu lần nha. Và mình tập chánh niệm mình mới thấy. Chỉ có người chánh niệm á, mới thấy cái chuyện mà nói vô ích á, nó bậy cỡ nào. Chỉ có người chánh niệm mới thấy đó, cái tật nói nhiều nó xấu cỡ nào nha. Chỉ có người chánh niệm họ mới thấy được cái mấy chuyện đó thôi. Chỉ có người chánh niệm, chỉ có sống chánh niệm. Và tin tôi đi, thử sống chánh niệm trong một ngày đó, các vị nhận ra nhiều chuyện thú vị lắm. Thứ nhất, mình nhận ra đó là mình có thể nhìn mình như là mình quan sát một người khác. Trong rung có nghe kịp không ta? Chỉ có sống chánh niệm đó, ta mới làm được cái chuyện này. Mà năm nay 50 60 tuổi mình có lẽ hiếm bao giờ mình làm chuyện này lắm. Đó là cái cơ hội nhìn mình đó, như là nhìn một người khác. Và tôi nói một lần nữa, có rất nhiều chuyện mình thấy người ta làm mình thấy bậy, nhưng mà chính mình làm mình không có thấy bậy. Vì sao? Là bởi vì mình nhìn người khác từ cái góc độ của mình, nhưng mà tới lúc mình nhìn mình á thì mình không chịu nhìn mình như là mình đang nhìn người khác. À, nhớ cái
Cho nên các vị hỏi tôi là sư ơi, tôi cũng tu chánh niệm mà tu làm sao cho đúng, thì tôi phải nói thiệt không biết trả lời làm sao cho vừa lòng cái room này. Tôi chỉ trả lời theo cái suy nghĩ của tôi nha. Nếu các vị hỏi tôi tu làm sao cho đúng, tôi nói thứ nhất là coi so với bài kinh Tứ Niệm Xứ mình có làm trật cái lời dạy của Phật hay không. Phật dạy là làm gì biết nấy, đó là cái số 1. Cái số 2, tu đúng á là mình có khả năng nhìn mình á như là mình nhìn người khác với tất cả cái sự nghiêm khắc và khách quan nha. Đó gọi là tu đúng. À, tôi nhắc lại, tu đúng chỉ có hai đây. Một là mình coi cái kiểu tu của mình có đi ngược lại cái kinh Tứ Niệm Xứ hay không. Trong kinh Tứ Niệm Xứ chỉ nói có một chuyện thôi, có nghĩa là sống chánh niệm. Chánh niệm lâu ngày rồi cộng với cái ba la mật, hễ có ba la mật thì chánh niệm nó sẽ làm nền cho trí tuệ đó. Rồi cái trí tuệ lúc đó nó sẽ có mặt cho mình thấy cái này là danh, cái này là sắc, cái này là vô thường, cái này là vô ngã, cái này là nhân nè, cái này là quả nè đó. À, đây là đi nè, đây là ý muốn đi nè, đây là ngồi nè, ý là đây là ý muốn ngồi nè. Nhưng mà đó là cái chuyện về sau, nhưng mà chuyện đầu tiên á là mình giữ chánh niệm trước. Trong kinh Tứ Niệm Xứ dạy mình sống chánh niệm trước, rồi lâu ngày khi mà có ba la mật mà nó hỗ trợ đó, thì với cái nền tảng chánh niệm ấy trí tuệ nó làm việc. Chứ còn buổi đầu vô mình phải đặt quán chiếu đó là tào lao nha, biết cái gì mà quán nha. Rồi như vậy chuyện đầu tiên nó hỏi làm sao tu đúng, thì mình nói là chuyện đầu tiên là phải dựa đúng trong kinh trước cái đã. Thứ hai là nói về bản thân mình đó, mình tu đến một lúc nào đó mà mình có khả năng là quan sát mình như là mình nhìn một người khác một cách khách quan và nghiêm khắc, khắt khe, nghiêm túc và khắt khe, cái đó gọi là tu đúng. Còn đằng này là mình tu sao mà mình thấy mình nhìn người ta nó không giống như mình nhìn mình là không được, mình phải nhìn mình như là mình nhìn một người khác như vậy đó nha. Lúc đó mình mới thấy mình bậy cỡ nào. Trong room này toàn là dân có cháu ngoại hết, lẽ giờ bắt tôi nói tôi phanh phui ra có rất là nhiều cái chuyện mà mình làm mình không thấy bậy. Chẳng hạn như mình hôn ai đó đi, mình đâu thấy bậy, nhưng mà mình đi ra ngoài phố, nhất là bên Âu Mỹ, mình thấy nam nữ nó hôn nhau thấy rất là kỳ. À, rất là kỳ, à, rất là kỳ, nên làm như kỳ, nhất là ở chỗ đông người, chỗ nhà ga, ở phi trường mình thấy nó hôn nhau, thấy nó rất là kỳ, hôn môi rất là nhìn nó nham nhở, nó dơ bẩn làm sao đó. Nhưng mà các vị thử tưởng tượng những chuyện đó, nếu mà các vị làm các vị đâu có thấy bậy đâu, lúc có mắt nhắm hết đâu có thấy gì đâu bậy nha. Rồi cho nên đây là cái chuyện rất là quan trọng, cho nên phải có chánh niệm mình mới có khả năng thấy được mình như là mình thấy người khác. Và lúc đó mình mới thấy cái tật mà nói nhiều nó bậy cỡ nào. Nó bậy cỡ nào, các vị thử tưởng tượng là bà xã mình, bà xã mình rồi bạn của mình mà nó ăn rồi nó cứ nói mà môi không có liền da non, nó bị chịu có nổi không? Và khi không còn chuyện đàng hoàng để nói thì nó nói toàn là chuyện tào lao không mà nha. Cho nên cái điều thứ tư đó là cái tật ham nói rất là khó bỏ. Đấy, và tới cái điều thứ tư, điều thứ năm tiếng Pali kêu là Gamika Chitta. Gamika Chitta nó có một cái từ tương đương nữa là Gamiya Chitta, tức là cái tâm mà hướng ngoại, tâm hướng ngoại. Tâm hướng ngoại, tâm thích hành động thiếu nội tỉnh đó. Nhớ nha, cái chữ gami đây nè, đây gami cá chích tá đó. Ở trong bản chánh kinh đó, nó có một cái từ tương đương đó là gami giá chích tá. Hai chữ này nên nó có cái nghĩa là tâm hướng ngoại hay là cái tâm thích hành động, thiếu nội tỉnh. Thích hành động có nghĩa là sao? Đối với một bậc thánh thì khỏi nói rồi, vì đối với một cái hành giả là người ta chỉ có quan sát chứ người ta không thích làm cái gì hết. Nhớ nha, hành giả tứ niệm xứ chỉ tập trung quan sát, không có ý muốn hành động. Cái này rất là quan trọng nha, không có muốn hành động, tức là họ chỉ quan sát coi cái gì nó đang diễn ra. Ví dụ như họ nghe chột bụng họ muốn đi toilet
Đó, nói ra mất vệ sinh nhưng mà bắt buộc phải nói một cái gì đó rất là gần mình thôi. Bây giờ muốn đi toilet thì khi mình trong bụng mình biết đây rằng khổ thọ lạc thọ, mình biết và mình biết rằng mình đang muốn đi toilet, và mình khi mình đang bước đi mình biết rất rõ là mình đang bước đi. Các vị hỏi tôi mình muốn đi cầu và mình đang bước đi mình nên niệm cái nào, thì trong Tika nói rất rõ cái gì rõ ràng nhất đối với mình lúc mình ghi nhận cái đó. Ví dụ như lúc đó cái cảm giác trong bụng nó mạnh quá thì mình ghi nhận cái cảm giác đó, lúc đó mình đang tu thọ quán niệm xứ. Nhưng mà nếu mà nó nhẹ nhàng chấm chớm thôi, nhưng mà lúc đó mình thấy cái chuyện những cái bước đi của mình hình như là nó nổi bật hơn, thì lúc đó mình ghi nhận cái bước đi, lúc đó mình đang tu tập cái thân quán niệm xứ, đi tức là đi. Còn không lúc đó mình thấy mình nổi điên lên, mình đang giận chuyện gì đó hoặc mình đang vui chuyện gì đó, mình biết rõ à, đây là tâm tham, đây là tâm sân. Như vậy lúc đó mình đang tu tập cái tâm quán niệm xứ, hoặc là một cách chuyên nghiệp hơn mình biết đây là dục truyền cái, đây là sân truyền cái, đó chính là pháp quán niệm xứ, đây là hỷ giác chi, đây là định giác chi đang có mặt, thì đó chính là pháp quán niệm xứ. Nhớ nha, có gì nổi bật thì ghi nhận cái đó. Và hành giả suốt ngày chỉ làm cái chuyện ghi nhận thôi, tức là vẫn sinh hoạt bình thường. Bình thường tôi nói rất là bình thường. Có nhiều người họ còn nghĩ rằng phải lừ đừ, phải chậm chậm, nhưng mà theo tôi biết thì trong kinh, là trong chánh kinh, trong chánh tạng Trường Bộ và Trung Bộ không hề có chỗ nào mà nói cái chuyện mà mình phải giảm tốc độ hết trơn. Nhưng mà trong đó có nói cái này là phải liên tục và thường trực chánh niệm trong từng sinh hoạt lớn bé. À thì nếu mình thấy rằng nó nhanh quá à, thì mình chậm lại, mà chậm lại với cái tốc độ chấp nhận được, nhìn coi nó không có gì nha. Bởi vì nhanh quá là dễ phóng dật, mà chậm quá đó thì nó là dễ bị gọi là thất niệm. Dễ bị thất niệm, bị chậm quá nó bị nhanh quá là phóng dật, mà chậm quá là thất niệm, nó nghĩa là nó bị xen kẽ bởi một cái suy nghĩ, bởi một cái phiền não nào đó cũng kẹt lắm nha. Một cái là thất niệm, cái phóng dật cũng mệt rồi. Cho nên đối với một hành giả tứ niệm xứ, họ chỉ có một việc làm duy nhất là quan sát, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng mà luôn luôn trong cái quan sát, trong cái kiểm soát. Bằng cái gì ta? Bằng chánh niệm, bằng chánh niệm nha, bằng chánh niệm luôn luôn ở trong cái sự quan sát là biết rõ cái gì nó đang diễn ra chỉ vậy thôi. Chứ họ không có ý muốn hành động. Mà cái ở đây cái pháp thứ năm này, là cái điều thứ năm là điều rất là khó bỏ, đó là cái ý hướng ngoại. Cái ý thích hành động lăng xăng, có nghĩa là thay vì ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, tâm tham biết tâm tham, tâm thiện biết tâm thiện nha. Thay vì thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, đằng này mình đã đi kiếm tìm những cái bên ngoài cái đề mục của mình, thì cái đó được gọi là sống thiếu nội tỉnh, được gọi là sống hướng ngoại nha. Để tâm rong ruổi theo những gì nằm ngoài cái đề mục đó, thì gọi là hướng ngoại nha. Tức là đề mục đây là cái mình nhìn nó bằng chánh niệm thì đó là đề mục nha. Cái gì nha, được sao tôi mới ghi, tôi mệt quá tại tôi ghi bằng 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 phone. Cái gì mà được mình quan sát bằng chánh niệm á thì cái đó là đề mục. Còn cái gì mà mình chạy theo nó một cách thất niệm, không có chánh niệm, thì cái đó được gọi là hướng ngoại. Nhớ tầm ghi giùm cái này phải thuộc lòng. Cái này nếu mà quý vị là con của tôi đã xăm cái này lên trán nữa. Cái câu này, đề mục của tứ niệm xứ là cái gì? Dạ thưa, đề mục tứ niệm xứ là bất cứ cái gì mà anh quan sát nó, anh ghi nhận nó, anh kiểm soát nó bằng chánh niệm nha. Còn cái gì mà anh theo đuổi nó mà nó không phải bằng chánh niệm thì cái đó gọi là hướng ngoại nha, nhớ cái đó. Thí dụ như bây giờ mình đi vệ sinh mà mình biết rõ rằng mình đang đi vệ sinh thì cái chuyện đó nó dơ thiệt, nó mất vệ sinh thiệt đó, nhưng mà nó chính là đề mục, và mình hoàn toàn có thể đắc đạo bằng cái đề mục đó, đề mục mà mình biết rõ mình đang làm cái gì đó, biết rất rõ nha.
Trong khi đó mình ngồi trước chánh điện thấy nó linh thiêng như vậy, nhưng mà tâm nó lăng xăng như vậy là không tốt. Trong khi người ta đi vệ sinh ở trong toilet mà mọi sự diễn ra bằng chánh niệm thì nó tốt hơn là ngồi trong chánh điện mà thất niệm. Cái câu này tôi biết nhiều người trong rung chịu không nổi, cứ nghĩ rằng tu là phải là trang nghiêm sạch sẽ mới gọi là tu, còn trong toilet nó đâu có sạch sẽ gì đâu mà tu. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Ở đâu có niệm, ở đâu có tuệ, ở đâu có thiện pháp, ở đó là đất Phật, ở đó là linh thiêng nha. Còn ở đâu mà coi như tham sân si ái mạn kiến nghi thì đó là cái cõi sa đọa. Các vị hỏi tôi kinh nào nói, dạ trong tăng chi nó có như vậy. Phật dạy nơi nào mà có từ bi hỷ xả, ở đó là cái cõi phạm cung của phạm thiền. Ở đâu mà có cái trí sanh diệt, trí quán sanh diệt, trí quán vô ngã, đó, đó chính là cái trụ xứ của thánh nhân. Ở đâu mà có thập thiện là đó trụ xứ của nhân thiên. Ở đâu mà có tham sân si thì ở đó là địa ngục, ở đó là cái cõi bàn sanh ngạ quỷ A-tu-la. Ở đâu có lòng khát khao vật chất thì đó là cái cõi chốn ngạ quỷ. Ở đâu có cái lòng sân si tị hiềm mâu thuẫn xung đột thì đó chính là cái cõi A-tu-la. Ở đâu mà ham ăn ham ngủ u mê không phân biệt phải quấy, đó chính là cái cảnh giới bàn sanh. Ở đâu mà gọi là cắm đầu trong máu lệ đau khổ rồi ghen tuông rồi sợ hãi mà không có cái lòng tìm nó lối thoát, đó chính là cái cõi địa ngục nha. Có nghĩa là ở trong đạo Phật mình có hai cái loại cảnh giới. Cảnh giới một tức là cảnh giới hiện tượng nha. Cảnh giới thứ hai là cái cảnh giới biểu tượng. Không biết trong râm hiểu này không ta. Cảnh giới hiện tượng cái thí ví dụ như là con heo, con bò, rồi con trùng, con dế, đó gọi là cảnh giới sa đọa mà hiện tượng. Còn cái cảnh giới biểu tượng ở đây có nghĩa là tâm tham, tâm sân, tâm si, trong tiếng tiếng Pháp và cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức. Các vị có biết mấy chữ này không ta? Hiện tượng là phenomenon nè, phải không? Phenomenon phải không ta? Cảm ơn. Tôi không có xính tiếng Tây đâu, nhưng mà để cho bà con nhớ đó là hiện tượng. Rồi còn cái biểu tượng là gì ta? Là symbol đúng không? Đó, làm ơn nhớ những cái này. Gọi là cảnh giới trong đạo Phật có hai. Đó, một là cái cảnh tục đế, hai là cảnh chân đế. Thì cái cảnh chân đế đó nó chính là cái cảnh, gọi là cái cảnh ở đây mình hiểu được cái nghĩa, nó là cảnh bản chất đó. À, thì đó là cảnh chân đế. Thì tham sân si nó chỉ là cái các cõi địa ngục, nó chỉ là biểu tượng của pháp chân đế thôi. À, còn cái mà tục đế là cái cảnh hiện tượng, ví dụ như là con heo nó ở trong chuồng, con chó nó ở trong củi, con chim nó ở trong lòng, con cá nó ở dưới nước, ví dụ như vậy đó, thì cái đó được gọi là thế giới hiện tượng. Thế giới biểu tượng là ví dụ như ở đâu có phiền não thì ở đó có sự sa đọa, chỉ vậy thôi nhớ. Cho nên cái tâm hướng ngoại là sao? Gamika hay là gamiya chitang ở đây có nghĩa là cái tâm hướng ngoại, cái tâm thiếu nội tỉnh, cái tâm lăng xăng, nhà bên châu người dịch là cái tâm lang thang đó. Cái tâm là mà ở trong 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 kinh được dịch thêm một cái nghĩa nữa, đó là tâm thích hành động, tâm thích dông ruổi, mà cũng là tâm thích hành động. Mà hành động này tức là dông ruổi đó, muốn chuyện này thích chuyện kia, bất mãn xung đột mâu thuẫn chuyện nọ, đó là muốn hành động. Trong khi cái tứ niệm xứ đó của dầu là phàm hay là thánh, hệ sống với chánh niệm người ta không có muốn hành động. Bởi vì hành động á, còn ý thức hành động đó, nó có nghĩa là còn quẩn quanh trong ba hành. Vô minh nó duyên hành, chính vì có vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến ba hành. À, ba hành mà gom gọn là có hai thôi nha, đó là thiện hành và ác hành. Cho nên còn có ý thích trong hành động có nghĩa là còn tiếp tục gây dựng cái dòng chảy duyên khởi nha. Hành giả tứ niệm xứ không có thiết tha trong cái ác, không có thiết tha trong cái thiện, vì hành giả tứ niệm xứ biết rõ ác dẫn đến sa đọa mà thiện dẫn đến nhân thiên, mà cái nào cũng là sanh tử. Cho nên hành giả tứ niệm xứ chỉ có quan sát và quan sát mà thôi. À, đó là cái, nếu thích thì mình cũng gọi đó là cái hành động đó, nhưng mà đó là cái hành động duy nhất bất đắc dĩ nha. Còn cái kia là người thích hành động, nó khác. Cái gamika chư tăng là tâm thích hành động.
Còn cái chuyện mà hành giả tứ niệm xứ quan sát á, nó cũng là hành động, nhưng mà đó là hành động bất đắc dĩ, có nghĩa là chưa là thánh thì đành phải quan sát thân tâm danh sắc thiện ác buồn vui để mà không còn sanh tử nữa. Đối với họ đó là cái hành động duy nhất mà họ phải cắn răng mà làm, chứ họ cũng không có thiết tha gì cái chuyện đó. Nhớ nha, tôi biết tôi nói cái này trong rung nhiều người sốc dữ lắm, sốc ở chỗ các vị nó ủa sao cái chuyện tu hành là chuyện hay quá mà sao ông dám nói là hành giả không có thiết tha. Cái chữ thiết tha đây có nghĩa là gì? Thiết tha đây có nghĩa là hành giả thấy rằng chuyện này cần làm thì làm, chứ không có vui sướng gì hết trơn. Bị trong rung có hiểu này không ta? Nó mệt rồi đó, bắt đầu cái giảng cái nó hơi trừu tượng rồi đó. Nó giống như chuyện uống thuốc vậy đó, có nghĩa là uống thuốc nó không có gì hay hết trơn á, nhưng mà bây giờ mình bị bệnh thì mình phải uống. Thì cái hành giả cũng vậy, hành giả đó là thấy bụng, ví dụ như người ngoài đời bụng bự muốn có eo muốn mông nở ngực to thì họ ráng chạy bộ. Nó thật ra cái chạy bộ nó có vui gì hết trơn á, nhưng mà lâu lâu thì họ chạy bộ cũng có thấy gió mát, thấy nắng vàng, thấy mây trắng, thấy trời xanh. Thì khi chạy bộ với nhiều khi cũng gặp bạn bè chòm xóm đồng nghiệp vậy đó, vui vui vậy đó. Nhưng mà cái căn bản của người người chạy bộ là gì? Là họ mong cho cái này nào cần nở thì nở, cái nào cần teo thì teo, cái nào cần xăng thì xăng, cái nào cần mất thì mất à. Chứ còn cái chánh của họ không phải là cái chuyện mà họ gặp gỡ thù tạng trên đường. Nhớ nha, đây cũng vậy, cái hành giả mà tứ niệm xứ thứ thiệt á thì họ coi cái chuyện tu tập nó không có gì để khoe mẽ, không có gì để tự hào tự đắc tự kiêu tự tôn tự mãn tự đại, không có. Mà họ sống chánh niệm chỉ vì đối với họ đó, cái chuyện nó giống như chuyện uống thuốc, cái chuyện nó giống như cái chuyện mà thể dục vậy đó. Tức là mỗi sáng phải làm vòng cho nó ra nửa xị mồ hôi cho nó bớt mập, bớt phì, bớt đường, bớt cholesterol vậy thôi nha. Cho nên cái khi người không hiểu được cái này là mới có cái ý thích hướng ngoại phóng túng, có cái ý thích hành động nha. Mà cái tâm này ngài nói rằng nó rất là khó trừ, là bởi vì sao? Là bởi vì khuynh hướng của chúng sanh là sinh tử. Mà sinh tử là gì? Sinh tử là một cỗ xe, bánh phải lăn và máy phải có xăng, bánh phải lăn và máy phải có xăng. Mà tất thảy mọi hoạt động của chúng ta là gì? Là đẩy cho cái bánh xe đó nó lăn và luôn luôn đổ xăng không ngừng. Cho nên kẻ phàm phu không chán sợ sanh tử là có ý luôn luôn có ý thích hoạt động, luôn luôn có ý thích hành động là chỗ đó. Bởi vì họ rất là sợ bị mất, họ luôn luôn làm cái này làm cái kia để khẳng định cái sự hiện hữu của mình, để vun xới cái sự có mặt của mình, để duy trì cái sự tồn tại của mình, để theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét. Đó là cái kiểu sống của phàm phu, luôn luôn hành động để mà thực hiện bằng đó lý tưởng nha. Chừng đó lý tưởng, trong khi đó cái người mà bậc thánh nhân này thì khỏi nói rồi, bây giờ nói vị hành giả tứ niệm xứ họ không có như vậy. Họ biết rất rõ rằng không có cái gì đáng để đầu tư hết, ngay cả cái thiện pháp cần làm thì làm, chứ còn họ cũng biết rõ là ngày nào chưa thành thánh thì là còn sanh tử, dầu sanh tử ở cái cảnh giới nào đi nữa cũng là sanh tử. Mà các vị biết cái này, các vị mới thấy lẫm sinh sống, có nghĩa là mang thân người, mang thân tiên đồng ngọc nữ mà sống hết cái tuổi thọ rồi đó, trôi về đâu chỉ có trời biết thôi. Ví dụ như bây giờ trong room này nè, có ông A mà B nhờ làm thí chủ viên nghi 3 4 lần nữa, cho nên chết rồi đó là được sanh về trời, hoặc là sanh trở lại cõi người làm ông to bà lớn gì đó. Nhưng mà cứ các vị tưởng tượng đi, các vị có vào bệnh viện chưa? Ở chỗ tôi ở sát bên bệnh viện nè, tôi cũng bao nhiêu lần tôi vô đó là tôi thấy tôi nản, biết mình như tôi có cái suy nghĩ, tôi nghĩ bây giờ đó mà thay vì đi hành hương Ấn Độ, thay vì đi Miến Điện đó, mà mấy người nào mà lâu lâu mà thấy mình tu tập mà thiếu pin, đưa họ vô trong cái bệnh viện một tăng là trở ra là nó tu tắt đèn luôn. Vô đó mà mình gặp cái cảnh mà mấy cụ mà cỡ như 80 90 tuổi, có cụ ngủ gà ngủ gật, cái cổ ngoẹo quanh bên, nước miếng chảy ròng ròng, mắt lờ đờ kèm nhèm rồi ghèn nhớt đổ chảy ra nó ớn luôn. Có cụ người lẫn ngồi cứ nhìn qua cửa sổ cười cười gật cù nói mình, có ông cụ thì nằm trên giường thiêm thiếp ốm nhách xanh lè tay chân khẳng khiu,
coi như cái mền với cái thân xác không biết cái nào là cái nào, còn có cụ là mập ú ù u, để cho y tá bồng ẩm nặng nề muốn chết, mà bồng đụng tới đâu rồi mặt nhăn tới đó, đau lắm chứ nó đau chỗ nào mà 80 tuổi 90 tuổi mà cái thứ không biết đạo đó, rồi cứ thấy ai vô thăm thì mừng như con nít vậy đó, rồi được tới giờ đem người ta cho ăn cái gì được, ôi ăn hồng ngọc ngọc đã lắm. À, xong rồi cái nằm ăn xong rồi lau vào miệng rồi nằm đó mình thì kế bên là cái bình nước biển nó cứ nhỏ tòn 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 tòn, còn có cụ thì coi như đó là nước vô cũng tòn tòn mà nước ra cũng tòn tòn, có cái ống nó dẫn ra ngoài đó, trời ơi nó nản muốn chết luôn vậy đó nha. Mà trong khi hồi nhỏ rồi cũng bác sĩ kỹ sư rồi cũng nhà cao cửa rộng, cũng vợ đẹp con ngoan chồng yêu con quý tùm lum hết. À, cuối cùng khi về già rồi nó như vậy đó nha, tức là một bình thì nó chảy vô rồi ở dưới có một bọc thì nó chảy ra. À, chứ giờ sao bây giờ các vị đi muốn trốn trốn cũng được, tại vì bây giờ nó cũ xì rồi, nó mấy chục năm rồi, nó phải quá đát chứ, nó phải hết hạn chứ. À, cho nên là biết như vậy mình mới quay về cái đời sống nội tỉnh nha. À, nội tỉnh còn không nó là không biết đạo, là suốt đời chỉ biết lăng xăng hướng ngoại. À, luôn luôn sống ở trong cái ý hướng hành động, à, gọi là gắn với cả chữ tăng nha. Đó mà cứ nó lì như trâu, ví dụ như mà nói gì thì nói thì nó sợ cái lúc nghe thôi, chứ còn mà lúc mà tàn cuộc rồi đóng cái máy lại là bắt đầu cái vỏ lên nói dốc tiếp. À, bắt đầu bàn bàn về, nhiều khi bàn môi chính cái thằng cha mới vừa nói pháp cho mình nghe, nó môi ổng ra bàn về ổng có đã không. À, rồi bàn đã rồi rồi ngủ ngủ trong sáng mai bắt đầu lăn ra quậy phố đi cơm gạo áo tiền, để cái đúng giờ cũng nhào vô nghe, nghe cũng hơi rùng mình hai ba cái lấy lệ, xong rồi cũng nhào ra trốn chợ đời bôn ba lăn xăng nha. Rồi bây giờ là mình học qua một cái kinh khác, đó là cái kinh từ bỏ cái hiềm hận nha. Ở đây có năm cái cách mà đối phó với cái tâm hờn giận, hiềm hận đó, tâm hờn giận thù ghét có năm. Một đó là khi mình hờn giận mình căm ghét ai đó quá đó, mình tu tập từ tâm, làm ơn ghi giùm tôi nha, làm ơn ghi giùm từ bi. À, xả. Đây không nhắc tới hỷ là bởi vì mình đang giận quá là sao có hỷ nha. Xả. Từ bi xả. Ở đây mà không có cái ở đây mà không có cái gì ta, đây mà không có cái chú giải là cho chết luôn nha, làm sao mà hiểu. Rồi ở đây đối với người, đối với cái đối tượng nào mà mình hờn giận họ, mình có năm cái cách để mà mình gọi là không có giận họ nữa. Bây giờ ghi giùm tôi, alo ai ghi giùm ta, ai ghi giùm. Và hôm tôi mới có nói nửa đùa nửa thật, mình chúng nó đè đâu nó chửi tôi không còn cái nước non nào hết, mà bây giờ nó thiệt chữ tôi cũng nói nữa. Tôi thèm có một người mà ở trong room này nè viết lẹ mà viết chính xác. Những điều tôi nói tôi mơ có nhiêu đó thôi. Tôi mơ thứ hai là có một cái tay nào mà thư ký thiệt là giỏi, tôi rất là cần, bây giờ tôi con mắt tôi nó bị lòa nên tôi cần một cái người ghi ở trong room, cần một cái thư ký ngoài đời và cái một cái người đó là làm ơn nấu ăn giùm cho em nhờ. Tôi thèm lắm, tôi thèm cái cảnh mà tôi không có cần phải động tay động chân, tôi thèm dữ lắm nha. Thèm lắm, bây giờ là tới giờ mà chỉ cần nói sư ơi dùng dùng điểm tâm, sư ơi ăn trưa là mừng lắm nha. À, chứ còn mà cứ mà nhờ giết giùm mà gà lờ cái này, còn đây có người rủ về Việt Nam nấu cho ăn ba cái đồ Trung Quốc cho mày chết dịch. Dạ rồi bây giờ cảm ơn ghi. À, thứ nhất á, là cái cách một cảm ơn ghi giùm nha. Cái cách một để mà đối phó với cái tâm mà hiềm hận thù ghét ai đó, cách một là chúng ta tu cái gì ta, từ tâm nha. Từ tâm là sao? Từ tâm là mong cho người ta được nhân lành quả lành. Cách một á, là an trú từ tâm, mở một đơn
mong cho người được gọi là sống ở trong cái nhân lành và quả lành, thì đó được gọi là từ tâm, nhớ nha. Cái cách thứ hai nữa đó là an trú ở trong cái bi tâm, có nghĩa là mong cho người đừng có sống ở trong cái nhân xấu và quả xấu. Mời quý giùm ta, tu từ tâm á là mong cho người được sống trong nhân lành quả lành, còn bi tâm á là bi mẫn á, bi mẫn á tức là mong cho người đừng có sống trong nhân xấu quả xấu. Rồi cái số 3 đó là xả. Các vị còn nghe không? Alo, ở đây có cái bà bầu nào nè, có bà bầu lặt lè hả? Lặt lè, lè là có bầu á, lặt lè rồi, lặt lè rồi, các vị còn nghe đúng rồi. Thì á, là cái thứ ba đó là tu trong xả tâm ở đây đó, có nghĩa là phải tu tập nha, thiền chỉ samatha, làm ơn ghi giùm nha, tu tập xả tâm ở đây đó, xả tâm trong kinh này chắc phải ghi, có thủ ấn nhớ cái nhóm này lắm, xả tâm trong cái kinh này nè là samatha, là xả trong samatha nha. Rồi nhớ cái đó, xả tâm trong trong cái kinh này là tu tập samatha. Tại sao vậy các vị còn nhớ không? Bữa nay tôi ôn lại một chút nha, bà không nói rồi. Có nghĩa là năm cái chi thiền đó, tầm tứ hỷ lạc định, mình không có tu hành gì hết nha, mình là một cái thằng ăn cướp nha, một cái thằng sát thủ, thì mình cũng có năm cái này, cũng có tầm tứ hỷ lạc định có, nhưng mà năm cái đó, nó chỉ được gọi là năm cái tâm sở thôi, chứ nó không có là cái gì hết nha. Nhưng mà ở một cái người tu tập thiền định á, thì năm cái này đó là nó là năm cái chi thiền được gọi là vận dụng để đối phó với năm triền cái. Các vị nghe kịp không? Đó, mà vận dụng bằng cách nào? Cái tầm ở cái người không có tu tập á, thì nó chỉ là một cái thành tố tâm lý phải có mặt để mà người ta gọi là nhận thức trần cảnh, nhớ nha, nó là một cái thành tố tâm lý, nhớ. Cái gì vậy ta? Các vị nó miêu là sao? Các vị có còn nghe không? Các vị có nghe rồi, đâu? Nhưng mà đối với cái vị hành giả tứ niệm bình giả Samatha đó, thì người ta dùng năm cái này nè để người ta gọi là ghi nhận cảnh đề mục. Hả? Là mới ghi giùm tôi cái này, ghi cái này. Hành giả Samatha đó dùng năm cái tâm sở đó để mà ghi nhận cảnh đề mục. Ở cái tầng thiền thấp á thì mình còn xài đủ năm chi thiền, nhưng mà càng lên cao, á thì tâm càng vi tế. Mà tại sao tâm càng vi tế? Là bởi vì nó có hai cái vi tế, đó là cảnh mỗi lúc một vi tế nên tâm cũng phải vi tế theo, mà hễ tâm vi tế thì cảnh cũng vi tế theo. Như vậy thì càng lên cao thì cái tâm nó càng vi tế mà cảnh nó càng vi tế. Như là ngài Xá Lợi Phất ngài dạy, tiếng chuông lúc mới đánh á, không chú ý cũng nghe được, nhưng mà khi mà tiếng chuông nó chỉ còn là cái dư hưởng, dư âm càng lúc càng nhỏ dần, thì muốn nghe được cái dư âm sau cùng của tiếng chuông thì ta phải lắng tâm và lắng tai để mà nghe, chứ còn không thể nào mà vừa hít sáo mà vừa nghe tiếng chuông gì đó không có, bởi vì lúc nó quá nhỏ đi nha. Cho nên ngài mới nói rằng khi tiếng chuông mới đánh á, thì mình có thể lơ đễnh vẫn nghe được, nhưng mà càng về sau khi mà cái dư hưởng dư âm của tiếng chuông nó mỗi lúc nó một nhỏ dần thì cái tâm của mình lúc đó nó cũng phải vi tế một cách tương ứng, mình mới có thể nghe được cái tiếng chuông đang nhỏ dần ấy nha. Rồi
Như vậy thì là ở cái tâm sơ thiền thì hành giả còn có tâm tứ hỷ lạc định, nhưng mà lên tới tâm nhị thiền thì bỏ tâm chỉ còn tứ, mà lên tới tam thiền thì bỏ tứ chỉ còn hỷ, lên tới tứ thiền bỏ hỷ chỉ còn lạc, mà lên tới ngũ thiền thì chỉ còn xả và định nha. Đó là nói theo Atidàm. Còn nói theo cái tạng kinh á, thì nó gọn hơn, tức là ở cái tầng tam thiền thì đã không còn hỷ, tứ thiền không còn lạc. Vì làm ơn nha, làm ơn ai ghi giùm tôi cái câu này, nói theo tạng kinh, tầng tam thiền không còn hỷ, rồi tầng tam thiền không còn hỷ nên vị này cũng miễn nhiễm với ưu. Khi đang mà trú trong tam thiền không có hỷ nên ra khỏi tam thiền cũng miễn nhiễm với ưu đó. Còn là tứ thiền á thì không còn lạc cho nên cũng miễn nhiễm với khổ. Hỷ với lạc là một cặp, nói xin lỗi, hỷ với ưu là một cặp, khổ với lạc là một cặp, cho nên không còn hỷ thì ưu cũng miễn nhiễm, không còn lạc thì khổ cũng miễn nhiễm. Cho nên nói theo tầng kinh thì ở cái tầng tứ thiền á thì coi như là chỉ còn xả và định thôi, nhớ nha. Mà xả đây là gì? Xả đây có nghĩa là vị này không còn buồn vui sướng khổ nữa nha, thì gọi là xả, nhớ nha. Xả trong thiền á, nó có nghĩa là không còn buồn vui sướng khổ trong thân tâm nữa. Ở cái tầng tứ thiền nó hơi thở cũng không còn. Ở tầng tứ thiền hơi thở cũng không còn. Người an trú trong tâm tứ thiền không, làm ơn ghi giùm tôi cái này, người an trú trong tâm tứ thiền á, thì tâm á, thì không có còn, tâm á, thì không có còn gọi là hỷ ưu khổ lạc, đó là tâm. Còn thân vị đó là coi như là cũng không còn hơi thở cái thân á. Và đồng thời đó là vị này hoàn toàn có thể miễn nhiễm đối với cái hấp lực của trái đất. À, vị này đó nếu muốn nha, phải thêm cái này, không hơi thở, và vị này nếu mà muốn thì vị này, cái thân vị này không gọi là được miễn nhiễm đối với hấp lực trái đất, cho nên vị này mới có thể bay được. Trong trong có hiểu này không ta? Vị này có thể biến mất được, và vị này có thể di chuyển với cái tốc độ nhanh hơn ánh sáng hàng tỷ lần. Tôi biết trong râm có nhiều người sẽ nổi điên lên, nói rằng tại sao hình như ông này ông đang exaggerate, ông đang quá lời, ông đang cường điệu. Không phải, đó là sự thật. Tức là cái tâm của người đắc tứ thiền đó, nó không còn hỷ lạc khổ ưu, đúng rồi, nhưng mà cái thâm, cái thân của họ đó là cũng miễn nhiễm đối với cái trọng lực của trái đất, miễn nhiễm với cái sức hút của trái đất. Cho nên khi mà vị đó dùng thần thông, vị đó có thể, thứ nhất là vị đó không không có thở này, không còn hơi thở ra vào, mà đồng thời vị này có thể di chuyển với một cái tốc độ, tôi nói là, tôi nhắc lại nha, hàng tỷ lần cái tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng là 300.000 km một giây, nhưng mà cái vị này đó, thì đối với vị này đó, cái tốc độ không bị giới hạn bởi cái thời gian và cái khoảng cách. Tại sao vậy? Là bởi vì trong kinh nói vị này có thể trong nháy mắt mà có mặt, biến mất ở điểm A và có mặt ở ở điểm B. À, dầu hai cái vị trí đó cách xa nhau bao nhiêu đi nữa. Một, tôi nói tại Việt Nam nha, tôi đang nói ở Sài Gòn nha. Vị mà dùng đi bằng thần thông đó, họ biến mất ở quận 1 mà họ có mặt ở quận 5 á, cái thời gian nó tương đương với cái chuyện mà họ biến mất ở quận 1 và họ có mặt ở New York. Biết trong trong có hiểu này không? Alo. Trong khi ánh sáng phải như vậy, cái tốc độ ánh sáng đó là nó 300.000 km trong một giây, nó nhanh thiệt đó, nhưng mà cái đối với ánh sáng nó vẫn còn bị giới hạn. Tức là ví dụ từ cái tốc độ ánh sáng từ quận 1 qua quận 5 nó không giống như từ quận 1 mà qua New York, Hoa Kỳ, nhưng mà thần thông thì được xem giống nhau y chang, không khác nhau một tí ti mà mãi mãi nào hết. Còn bởi vì cái đó là tâm mà nha.
Cho nên cái tôi mới dám nói là 1 tỷ, là hàng tỷ lần, nó nhanh hàng tỷ lần. Tức là vị đó biến mất ở quận 1 và có mặt ở quận 10. Thời gian nó tương đương với cái chuyện mà vị đó có biến mất ở quận 1 và có mặt ở New York, tương đương đó. Cho nên đó là ở đây được gọi là cái xả, trong cái kinh này là chỉ cho cái xả của cái người mà đắc tứ hoặc ngũ thiền đó quý vị nha. Có nghĩa là họ không còn cái thân và tâm của họ không còn cái khổ lạc hỷ ưu nữa, hỷ ưu và khổ lạc họ không còn. Mà khi mà khổ lạc hỷ ưu không còn thì họ chỉ còn là cái xả, là cái tâm vững dưng. Còn cái thân của họ có thể nói là không còn cảm giác nữa. Trong lúc mà an trú trong tứ thiền, khi mà ra tứ thiền họ trở thành người bình thường, nhớ nha, ra khỏi tứ thiền họ là người bình thường. Nhưng mà khi họ nó nhập vào tứ thiền đó thì cái trọng lực sức hút trái đất đối với họ không thành vấn đề, và cái oxygen, cái bầu khí quyển này đối với họ cũng không thành vấn đề. Là vì sao? Là vì nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ đối với cái tấm thân sinh lý này, với cảm xúc sinh học của chúng ta và môi trường thiên nhiên. Việc trong đó có nghe kịp không ta? Tấm thân sinh lý nha, đời sống tâm lý và môi trường thiên nhiên hoàn toàn có quan hệ với nhau rất là chặt chẽ, rất chặt chẽ. Khi mà trú vào cái tầng tứ thiền rồi đó thì thân vị ấy không còn biết đau đớn, không còn hơi thở, không còn chịu ảnh hưởng bởi hấp lực của trái đất, à không cần đến oxygen dưỡng khí của bầu khí quyển nữa nha. Đó, nó đặc biệt như vậy. Và khi ra khỏi cái thiền đó thì họ trở thành người bình thường. Nhưng mà tôi nói là nếu mà các vị không tin thì tôi chứng minh. Tôi nói rằng tâm lý, sinh lý và môi trường thiên nhiên có ảnh hưởng với nhau, nếu các vị không tin tôi chứng minh. Ông Einstein có người hỏi ông thế nào là thuyết tương đối. Ông nói rằng nó là 15 phút mà ngồi gần cái người mình thương đó, nó khác với 15 phút mà ngồi gần cái người mình ghét. Các vị thấy chưa? Đó, nó có liên quan là chưa hết. Một cái bà mẹ mà vì thương con đó, có thể gánh một cái gánh chè gánh cháo đi trong cái buổi trưa nắng chang chang, hay trong một cái đêm mưa lạnh sắc se buốt giá mà bà không thấy mệt. Khi hỏi bà nói lạnh, khi hỏi bà nói mỏi, bà nói. Nhưng mà nếu không ai hỏi thì bà vẫn đi từng bước chân nha. Từng bước chân trên đường vững chãi mạnh mẽ, vì lúc nào lòng bà cũng là mấy đứa con ở nhà hết. Bữa nay bà mua được một mớ rau, một mớ thức ăn rẻ mà ngon tươi ở ngoài chợ, bà muốn về sớm bán cho hết cái mớ mớ chè mớ cháo này, tối nay sẽ có một bữa ăn rất là ngon cho đám nhỏ đây này. Bà cứ nghĩ đến cái chuyện đó là coi như cái nhiệt độ rồi nắng mưa rồi cái sự mệt mỏi nó không còn nữa, nó không còn nữa quý vị. Các vị có thể nói với tôi là cũng có đâu, mệt vẫn còn không, tại tôi đã từng trải qua những cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Lẽ giờ tôi nói ra thì nó hơi đời nha, tức là có những cái giây phút mà tôi thấy 1 tiếng nó qua rất là nhanh, vui mà vui. Nhưng mà có những cái lúc mà đối với tôi nửa tiếng nó lâu không có tả được, và vì tôi không có muốn, tôi không có thích. Các vị có hiểu không? Tôi không có thích. Cách đây mới có mấy hôm thôi, cách đây mới mấy hôm mà coi như tôi phải ở cạnh một cái người mà tôi khó chịu, các vị có biết không? Chỉ có 15 phút chờ xe tới mà nó lâu, ôi là nó lâu. Rồi tôi thấy gì đâu mà thời tiết bữa nay sao nó khó chịu quá sức, rồi con người của tôi sao nó mỏi mệt, rồi cho hai bên thái dương của tôi nó căng thẳng, mà tim của tôi nó mệt quá mệt thế này. Coi như là cái tấm thân sinh lý rồi cái tâm lý và thiên nhiên ảnh hưởng với nhau rất là mật thiết, nhớ nha. Cho nên ở đây có 5 cách để đối phó cái tâm xung đột, bất mãn, hiềm hận, ghen ghét người khác. Cách 1 là an trú từ tâm. Có mà các vị sẽ hỏi tôi, các vị hỏi rằng khó quá làm sao làm nổi. Tôi biết thì ở đây tôi cũng nói thêm nha, tùy vào cái cơ địa tâm lý của mỗi người. Cơ địa nó có 2 cơ, cơ địa sinh lý và cơ địa tâm lý. Tùy vào cái cơ địa tâm lý, tùy vào cái túc duyên tu hành nhiều đời mà mỗi người hợp với cái pháp môn nào. Có người á, thì giận ai giận mình, chỉ cần mà nghĩ đến cái lợi ích của người ta đó là tự nhiên cái lòng nó cũng vơi giảm đi, nó vơi giảm đi cái hờn giận. Có vị họ thích hợp với cái tâm từ, có vị á, thì họ thích hợp với cái tâm bi. Tôi thì
tôi làm sao tôi dám nói tôi là cái loại nào, nhưng mình nói tới đây thì dám nói tâm từ tôi yếu hơn tâm bi. Khơi khơi mà bắt tôi có cái lòng từ lòng lòng từ mong chúng sanh được này được kia thì cái đối với tôi cái đó nó khó hơn là cái chuyện mà tôi thấy người ta tội nghiệp. Khi mà tôi thấy một người khổ tôi dễ khởi lên tâm bi lắm nha. Tôi thấy một người có cái một người thí dụ như là một chuyện nhẹ thôi, trong mấy lần lễ ở chùa đó bao nhiêu gọi là đại gia Phật tử giàu có áo mũ sên sang quần là áo lụa, tự nhiên tôi liếc mắt tôi thấy ở một cái góc sân chùa đó có một cái cô một bà Phật tử nhà nghèo đội nón lá cầm cái giỏ đệm vậy đó, biết thân mình nghèo rồi đó, đi thì cái nép nép vô lại Phật lén lén đi ra ngoài đứng dòm dòm, nhiều khi tới giờ cơm đó không ai kêu hết trơn á, rồi cứ ngồi đó ngồi chùa chờ lễ chờ thuyết pháp xong mà bụng đói, tôi đoán chắc bụng đói dữ lắm, lúc đó ai kêu ai đưa hộp cơm chắc mừng lắm quý vị nha, nhưng mà bà con lòng người nó bạc lắm, gì biết không có ai nhớ tới đâu, mà lâu lâu tôi tình cờ tôi liếc mắt tôi thấy cái đó tôi thương lắm nhà, thương lắm nhà thương. Tôi rời Việt Nam năm tôi 30 tuổi mà cái chuyện mình thấy cái đó nhiều lắm quý vị nha, những người Phật tử mà đó là chưa kể cái khổ ngoài đời. Hoặc là tôi nhớ mấy lần tôi đi qua Phà Mỹ Thuận mà tôi thấy có những người ăn xin á, họ đi xin mà 10 người chắc gì cho được một, xin họ thấy ai cũng đuổi xô lắc đầu á, rồi kiếm cái góc nào trên phà họ ngồi mà họ cứ dòm khách coi có ai để ý tới họ hay không, rồi họ chìa cái nón họ làm lơ thôi, mà mình nhìn cái ánh mắt của họ lúc đó mình xót mình chịu không nổi. Tâm bi của tôi nó dễ có hơn tâm từ nha, tùy người nha. Đó, nhìn Phật tử nghèo quá rồi nhìn mấy người ăn mày đó, hoặc là nhìn mấy cái người nói chung là mấy người khổ mà biết tự trọng, khổ mà biết tự trọng à, biết liêm sĩ, tôi dễ khỏi khởi lên cái tâm từ, dễ khởi lên cái tâm bi à, mình thương á, mình thương họ nha. Nhưng mà có người thì từ với họ không được, bi họ cũng khó, thì họ phải tu tập cái tâm xả của Samatha. Rồi cái trường hợp thứ thứ mấy ta, trường hợp thứ 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 thứ, thứ mấy quên rồi, từ bi xả. Rồi tới cái nữa, tới cái nữa là cái gì ta, rồi bây giờ tới cái gọi là từ bi xả, rồi cái asati. Cái asati amanasika rồi tí, cái này mới quan trọng nè, có nghĩa là coi như người ấy không có, làm ơn ghi giùm tôi nha. Cái số 1 là từ, số 2 là bi, số 3 là xả, số 4 là quán không. Số 4 là quán không, ghi giùm tôi đi. Số 4 là asati manasikara, dịch là quán không. Quán không tức là quán vắng, không có khách đó, à, quán không. À, nghĩa là xét rằng mọi hiện hữu chỉ là cái nắm bụi trong gió. À, cái này hay dữ dội nha, cái này rất là hay nha, cái này rất là hay. Asati Manasikara có nghĩa là quán không. Cái từ này tôi mê, quá mê cái chữ này, là cái chữ dịch mà phải nói là tuyệt vời nhất. Quán không, quán không, quán không có nghĩa là asati là không có, asati manasikara là coi như không có. Rồi trong chú giải mới giải thích thêm là coi như là cái nắm bụi mà trong gió vậy. Vì sao nói như vậy? Không có nghĩa là mình coi thường người ta, không có phải mới coi thường, mà mình quán xuyên thấu cái bản chất thực sự của mọi mọi chúng sanh trong đời này chỉ là một, nhiều lần tôi hay nói nắm cát đó, mà ở đây lại nó là nắm bụi nha, chỉ là một nắm bụi gọi là antarito á, là một nắm bụi trong hư không thôi. Antarito nó bằng với gọi là antalike. Ok, đây có cái bà này mới vô duyên, mình đang giảng mới vô bà chào mới gửi message cái bà này. Tại sao các vị trong room này có biết cái bài sắc ghê ca mê cha ru không ta? Alo, sao cái cô này cái gì cô cũng biết à? À, trong đó có chữ antalike quý ma nê đó, antalike là trong hư không nha.
mà theo cái phonetic, biết đông 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 biết cái phonetic không, khổ quá khổ. Phonetic là ngữ âm học á, thì chữ r nó bằng chữ l có đúng không ta, có đúng chưa? Cho nên là antali, antali nó bằng antari, antali, cho nên là antali, antarito nó bằng antalike, có hiểu không? Đó, có nghĩa là nắm bụi, chỉ là một cái nắm bụi trong gió, trong hư không thôi, nhớ nha. Nó là phonetic. Nên sẵn ở đây nói luôn cho bà con biết là ở trong mấy cái bia ký nữa, khổ quá khổ đi, khổ quá khổ. Bà con còn nghe không? Alo, kia là Asoka Inscription, biết có biết này không, biết chữ này không? Bia ký cúng dường đó, đó đó đó, thì trong đó mình thấy cái chữ ra cha đó, các vị còn nghe không? Alo, rồi ra cha đó thì làm được trong đó, nó là nó tương đương với là la cha, nhớ nha, nhớ. Bia ký A Dục á là có chỗ họ viết ra cha mà có chỗ họ viết là la cha, chẳng hạn như là ở trong cái bia ký mà ở ở ở Lumbini á, Lumbini là cái chỗ mà Bồ Tát đẳng sinh á, nó có cái câu như thế này: chính tại nơi này Đức Thế Tôn đã đản sinh, thấy không? Vào triều vua A Dục á thì vua đã cấp 8 cái làng, đã cấp thuế cả 8 ngôi làng cho cái thánh địa này, có nghĩa là vào thời vua Dục có 8 ngôi làng mà lân cận của cái gì ta, thánh tích là mini đó, là coi như đó là có trách nhiệm là họ đóng thuế, hùng gom cái thuế lại để mà cùng chăm sóc bảo trì cái thánh địa Lumbini ấy nha. Thì cái chữ vua mà trong cái bia ký đó nói đó thì họ viết bằng chữ la cha, la cha là bằng chữ ra cha, cái chữ này rất là bình thường nha. Mà nói về phonetic thì mình thấy cái hiện tượng mà bờ chữ b đó, b mà nó bằng chữ v, thì trong rung biết này không ta, rồi chữ r nó bằng chữ l đó, cái chuyện này rất là bình thường. Nhớ cái này đúng rồi. Cho nên ở trong này bây giờ là cái quán, cái pháp quán không là sao, có nghĩa là khi mình giận ai quá, mình chẳng qua là nắm bụi này nó đang giận cái nắm bụi kia. Các vị nghe kịp, các vị còn nhớ, các vị còn nhớ tôi kể cái câu chuyện mà chiếc thuyền trong đêm của Nhật Bổn không? Trong một cái thiền phổ ngữ lục của Nhật á, họ có kể một câu chuyện đó là trong đêm á, mình đi thuyền mà có một chiếc thuyền khác nó tông vào cái xuồng của mình á, thì nó có hai tình huống. Một là mà nếu mà chiếc xuồng đó nó không có người á, thì cái cảm giác mình nó khác, cái tâm trạng nó khác. Mà nếu mà chiếc xuồng nó tông vào mình ban đêm mà nó lại là không có người thì cái tâm trạng mình nó khác. Các vị nghe kịp không? Tức là đi xuồng trong đêm bị một chiếc khác tông vào, mà nếu mà trên cái chiếc xuồng tông mình á, đụng mình á, mà có người hay là không có người, thì ở mỗi cái trường hợp đó cái tâm trạng của mình nó không giống nhau. Nghe kịp chưa? Ở đây cũng vậy. Có nghĩa là khi mà mình quán không đó, có nghĩa là mình còn coi là có bỉ, có thử, có ta, có người, có mình, có hắn, có nó, có ả, có mụ. Có mụ, 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 tức là si, si, hơ. Thì coi như là mình mới nổi dịch lên, chứ còn nếu mà nói cho rốt ráo đó, thì tất cả chỉ là một nắm bụi. Và nếu các vị không có tin đó, thì bây giờ mình nói qua biology nha. Tức là thân thể mình nó chỉ là những cái cell thôi, những cái tế bào sinh học thôi. Những cái phân tử sinh học, những phân tử, những tế bào chứ không có gì hết. Còn về tâm lý nó chỉ là những khoảnh khắc thiện ác buồn vui tiếp nối nhau, và cái giá trị của mình nó là do mình tự dựng nên mà thôi nha. Chứ còn bây giờ thí dụ như bà con thấy mình ăn rồi cái mình cứ son phấn bậm môi nhíu mày rồi nghiêng qua lắc lại soi gương coi kiến, mình thấy mình đẹp mình thơm. Chứ tôi nói thiệt trong râm nè,
Tôi biết trong room này là quý vị trong room này có ai mà đáng gọi là giai nhân mỹ nữ không, tôi không biết. Nhưng mà tôi có biết chắc một chuyện, tức là nếu mà bây giờ mà có một cái người mà đẹp bằng trời đi nữa đó, mà chỉ cần họ quên thở trong vòng 15 phút, 15 phút đó là ai cũng ngại chạm tay vào, chứ đừng có nói cúi xuống mà hôn họ nha. Mà hôn trên trán là đã không dám, chứ đừng có nói mà hôn môi, hôn miệng gì hết nha. Chỉ có 15 phút mà nó không chịu thở thôi nha, có nghĩa là cái xác nó còn nóng đó chứ. 15 phút hình như là còn nóng chứ, 15 phút còn nóng. Nhưng mà chỉ cần gọi là chết lâm sàng đó, chỉ cần bác sĩ phán là nó đã gọi là đi rồi đó, thì coi như nó đẹp bằng trời đó, thì mình đã chạm tay vào, mà chạm bằng cái ngón út là mình đã ớn rồi, chứ đừng có nói mà hôn lên người, lên mặt của nó nha. Điều đó mình mới thấy đúng, cái thân này nó là nấm bụi, đúng rồi nha. Đây là một chứng minh mà trong room này bắt buộc phải tin thôi. À, bây giờ các vị thương ai nhất đâu, à, thương ai nhất, cha nào háo sắc nhất, bà nào mê trai nhất, thì cứ nhớ cái lời của tôi. Các vị tưởng tượng mới cách đây có nửa tiếng đồng hồ là mình muốn là trên trời làm chim liền cánh dưới đất, làm cây liền cành, muốn là đời đời kiếp kiếp răng long tóc bạc, trăm năm hạnh phúc, sắc cầm hòa hợp, loan phụng hòa minh, con khỉ gì đó không cần biết. Bây giờ mà chỉ cần nó tắt thở một cái là ba chân bốn cẳng chạy, mà coi như là chạy xúc dép, mà coi như là giày, mà giày LV, giày Chanel là mình cũng liền luôn. Sợ lắm quý vị nghe, sợ lắm. Tôi nhớ hồi xưa tôi có đọc một cái câu chuyện mà không biết chuyện cười hay là chuyện ma. Họ kể cái chuyện mà bốn anh sinh viên mà ở trong cái trường y ở Sài Gòn mình đó, là vì một kỳ hoàn cảnh sao đó mà được sắp xếp để mà canh một cái xác chờ người dưới quê đi lên để mà nhận xác, mà bốn anh là bốn anh sinh viên, rồi mà anh mới tiêu khiển đốt thời gian bằng cách là đem bộ bài đánh cho nó vui vậy mà. Thì đang sóc 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 chia bài thì hai anh ngồi ngó vô trong, rồi hai anh ngó ra ngoài. Thì hai anh mà ngồi ngó vô trong đó, thì mình tạm gọi là anh A với anh B, thì anh A anh thấy sao cái xác kia thì tự nhiên cái nó nhúc nhích là anh nhận rồi. Thì anh nhận rồi, thì lát sau anh để ý sao anh thấy cái xác nó bật nó ngồi vậy mà nó cứng đơ, là anh thấy không xong, là anh mới diện kế nó, tao ra ra tao tiểu một chút, tao vô liền. Thế là anh giọt mắt. Thì như vậy thì chỉ còn là cái sòng bài, cái chiếu bài đó, như còn có ba người thôi. Thì cái anh mà anh tèo đi, anh tí còn anh tí sẽ liếc là anh thấy cái xác nó bắt đầu nó đứng dậy, thì anh sợ la lên cả đám nó giọt hết thì sao. Thì anh mới nói là sao thằng tèo nó đi lâu quá, để tao ra tao kiếm nó, thì anh cũng giọt luôn đó. Thì là cái chuyện thì dĩ nhiên cuối cùng thì mình biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Thì tôi không nhớ đó, chỉ là chuyện cười hay chuyện ma, hay là có chuyện có thật, hay là chuyện ba xạo mình không biết. Nhưng mà có một điều mà tôi thấm thiết tới bây giờ, thì ra là cái lòng người nó bạc như vậy đó, thuở nào còn sống đó, ha, mình thương, mình mến, mình nhớ, mình nhung, mình tương tư, mình nữa là mong đợi tùm lum, tới hồi nó tắt thở một cái rồi đó là lạnh xương sống. Tôi nói thiệt, tôi cũng có chị, tôi cũng có anh, có tôi cũng có mấy vị huynh đệ trong nhà tôi thương lắm à, mấy vị đại sư huynh tôi thương lắm, đại sư huynh thứ ba, đại sư huynh thứ tư, rồi mấy vị sư đệ em ruột của tôi là sư thứ tám, sư thứ chín, tôi thương lắm à. Nhưng mà cái này tôi nói thiệt nha, các vị đó đều là tu sĩ hết á nha, nhưng mà chứ không phải là người đời, tức là tu sĩ y áo đàng hoàng đó. Bây giờ tắt thở rồi mà bây giờ bắt tôi phải qua đêm trong một cái căn phòng mà có cái xác của các vị đó, thì tôi nói thiệt, các vị tôi cũng cũng hơi hơi nhận hơi nhận. Thì dĩ nhiên hoàn cảnh thì cũng anh em thương quá, ngày mai đem thiêu rồi thì phút biệt ly mà, thì cũng ráng đắng đá nhau thương lắm mà. Nhưng mà nói thiệt với bà con là tôi cũng nhận lắm, là tại vì hồi nào còn sống thì anh em chứ giờ lạnh ngắt rồi, bây giờ tối mà cái xác nó dựng vậy biết đâu không phải mà mấy vị đó mà lại là người khác. À, mà tại sao tới giờ này tôi để cho tôi kể toàn là chuyện ma tào lao, là tới tôi muốn nhấn mạnh cái chữ quán không đó. Cái quán không là vậy đó quý vị, thở nào là anh ruột, là em ruột, là bạn trai, là bạn gái, là chồng, là vợ, là con, là cháu, ha. Tới hồi mà chỉ có 15 phút thôi, tôi nhắc lại 15 minutes, chỉ 15 phút thôi mà chết lâm sàng nha, thì bác sĩ phán thôi, bác sĩ phán nó đã đi rồi, là bắt đầu tình hình khác rồi, tình hình nó đại khác, tình hình nó khác rồi nha, nhớ cái đấy.
Đó gọi là quán không đó quý vị. Có nghĩa là ngay lúc còn sống đó, cho tới lúc chết, từ lúc yêu qua tới lúc sợ nó chỉ cách nhau có 15 phút, thì có đủ để cho quý vị thấy chán đời chưa. Mà chưa kể là nó chết bằng tai nạn nha, chưa kể mà nó chết mà tét bét nha, nó chết mà coi như là lòi phèo đổ ruột nha, ốc văng ra như là tàu hũ như chao đó, là khỏi kể đó. Chỉ kể cái chết sạch đó, chết sạch, chết thơm phức luôn á, còn mềm xèo, còn dẻo nhẹo, còn nóng hổi luôn á. Mà chỉ cần chết rồi là mình đã ớn rồi, nói chi á, là nó chết máu me tanh tưởi phân nước tùm lum nha. Cho nên quán không là sao? Quán không là thấy rằng ở đây không có người nào giận người nào, mà chỉ có cái nắm cát này, nắm bụi này giận cái nắm bụi kia. Nghe kịp chưa? Trời. Cuối cùng là cái thứ năm, có nghĩa là khi giận hờn căm ghét người nào đó, thì nếu mà năm cái cách, bốn cái cách đầu mà xài không được thì xài cách thứ năm. Có nghĩa là quán chiếu rằng nó là cái người đó nói và làm cái điều bậy bạ đó với mình, đó là cái nghiệp bất thiện của họ và đó là cái quả xấu của mình nha. Mình đừng có vì cái quả xấu này mà tiếp tục tạo thêm cái nhân xấu khác. Để nói ra hiểu không ta? Cái người đó họ đang làm cái chuyện, họ đang tấn công mình, đó là cái nghiệp xấu của họ, và cái chuyện mình bị tấn công đó là cái quả xấu của mình. Họ tạo nhân xấu là vì mình có quả xấu. Bây giờ mình đừng có vì cái quả xấu này mình tiếp tục mình tạo cái nhân xấu nữa. Đó gọi là quán nghiệp. Quán rằng mỗi chúng sanh ở đời này dầu muốn dầu không thì cũng phải ra đi một mình, không mang theo được cái gì ngoại ra trừ một thứ duy nhất, đó là nghiệp thiện ác mà mình đã tạo trong cái thuở bình sinh nha. À, cái chuyện mà mình gặp nhau đây nó chỉ là tạm bợ thưa quý vị nha. Cái trái đất này nó chỉ là một cái hạt cát trôi nổi trong cái vũ trụ bao la, và cái 100 năm trong kiếp người nó chỉ là một nháy mắt của dòng chảy thời gian miên viễn bất tuyệt. 100 năm rồi nó qua đi nhanh lắm nha, nhanh lắm. Ôn Làng Mai tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh năm nay đã 93 tuổi, và cách đây 2 hôm thì Ngài đã đặt chân xuống Huế. Ngài trở về từ hiếu tổ đình, và nghe đâu theo trên báo thì Ngài đã quyết định gọi là tĩnh dưỡng cho đến cuối đời ở tại đó. Phải nói rằng Hòa Thượng cô đã trải qua 93 năm trong cái cuộc đời vô bể đầy những buồn vui vinh nhục, và cuối cùng thì sao? Cuối cùng Hòa Thượng cũng phải rút lui, trở về nhường lại cái sân chơi phù du đó cho cái đàn hậu lai, hậu tấn, hậu học, hậu sinh, hậu bối nha. Ngài bắt đầu Ngài lại cầm lấy cái thiện ác mà Ngài đã làm trong cái đời này để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Nói như vậy có nghĩa rằng là cái chết nó không phải là dấu chấm hết như là ở vị A-la-hán, mà ở kẻ phàm phu cái chết nó là chỉ là sự kết thúc của cái cũ và nó bắt đầu một cái mới. Chúng ta đã nghỉ chơi ở cái sân ga này và sửa soạn lên tàu để tìm về một sân ga khác, một bến bờ khác, một cái sân chơi khác, một cái cảnh giới khác, một cái phương trời khác, chỉ vậy thôi nha. Nhớ rằng ở sân ga này chỉ có vài phút thôi thì chúng ta cần gì phải đôi co, phải hơn thua, phải quấy với cái người tào lao mà mình á, coi như xui mà gặp nhau đây nha, không có đáng nha, không có đáng. Chỉ là ở sân ga có mấy phút rồi một lát nữa tàu đến, nó đi về đông mình đi về tây mà quý vị, còn dịp nào để gặp lại nhau? Trong khi đó nó chỉ cần mình phải quấy với nó, mình còn sẽ gặp nó dài dài. Nhớ câu này, nhớ cái câu này, còn ham phải quấy, còn ham thắng thua đó thì còn có dịp gặp lại nó. Chứ còn mình thấy rằng nó mình cái người làm phiền mình chỉ nghĩ tới nhất, không phải khơi khơi mà cái thằng này mình gặp nó đâu, cũng là do cái nghiệp xấu nào đó của mình nó đẩy cho mình gặp đây. Cho nên nó trong kinh Phật dạy kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Nói như vậy có nghĩa rằng là không có một cái kẻ thù nào mà nó đáng sợ bằng chính cái lòng phiền não bất thiện của chính mình hết.
Nếu mà kiếp xưa các vị công đức đầy tràn thì bây giờ các vị đã ở trên chín tầng mây thăm thẳm, làm sao mà gặp cái thứ mà tào lao này để mà nó làm phiền quý vị đây nha. Cũng do một cái nghiệp xấu nào đó bây giờ mình mới gặp nó, để rồi nó làm phiền mình, nó nói cho mình phiền, nó làm cho mình bực nha. Như vậy cái kẻ thù đáng sợ nhất trên đời này chính là bản thân cái phiền não của chúng ta. Cho nên quán nghiệp là quán như vậy đó. Quán nghiệp là không phải ai hại ai, không có ai hại và ai bị hại, mà vấn đề ở đây tức là cái chỗ làm việc của cả cái tâm thiện và tâm ác thôi. Do có tâm thiện thì đời sau sanh ra có được sáu trần như ý. Do có cái tâm bất thiện nó mới tạo cái nghiệp bất thiện, nên đời sau sanh ra gặp sáu cái trần bất toại. Chỉ đơn giản như vậy. Sáu căn sáu trần như ý, đau khổ chỉ sáu căn trần bất, mà cái bất toại đó đâu nó ra, từ cũng từ sáu căn sáu trần. Sáu căn mà biết sáu trần bằng tâm lành á, nó sẽ tạo ra sáu trần kiếp sau, sáu trần như ý. Mà sáu căn biết sáu trần xấu á, thì nó sẽ tạo ra là sáu trần toại cho kiếp sau. Mấy trung rung có ghi được cái này không ta? Chết rồi. Sáu căn biết sáu trần, cái gì? Sáu căn biết sáu trần bằng cái tâm xấu á, bằng tâm 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 xấu á nha, bằng tâm xấu á, thì đó là nghiệp ác. À, mà bằng cái tâm lành á, bằng cái tâm lành á thì gọi là nghiệp thiện. Chỉ vậy thôi. À, ghi giùm tôi nha, sáu căn biết sáu trần bằng tâm rồi, mà nó biết bằng tâm 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 lành thì là nghiệp thiện. Rồi bây giờ ghi tiếp. Sáu căn biết sáu trần như ý á thì đó là hạnh phúc. Mà nếu mà sáu căn biết sáu trần trần bất toại đó, đó là đau khổ. Rồi ghi giùm tôi nha. Chỉ vậy thôi. Y chang như vậy, sao càng biết đó, thay vì bất vị đọc tùm lum quay lực của chư thiên, như đọc sao càng biết trần như ý là hạnh phúc, mà sao càng biết sáu trần mà bất toại đó là đau khổ. Rồi ghi thêm nữa, nghiệp thiện đó nó tạo ra cảnh, nghiệp thiện á nó tạo ra sáu trần như ý, mà nghiệp ác á nó tạo ra sáu trần bất toại. Khi mà các vị tôi chép lại cái này đi, chép lại đi nha, chép lại rồi về mới đọc lại. Đọc lại nó rất là logic, rất là dễ hiểu nha. Cứ nhớ như là thôi. Tức là nghiệp thiện là gì? Mình học với mình, nghiệp thiện là gì? Bây giờ tôi ôm nha, nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện là sao căn biết sao trần bằng tâm lành. Nghiệp ác là gì? Sao căn biết sao trần bằng tâm ác. Thì đó là tâm ác, là đó là nghiệp ác, xong chưa? Rồi, đó là một cặp, cặp thứ hai. À, sao căn biết sao trần như ý á, đó là hạnh phúc. Sao căn biết sao trần bất toại á, đó là đau khổ. Nhưng mà cái bất toại đau khổ ở đâu nó ra? Bây giờ mình qua cái cặp thứ ba. Sao căn biết sao trần bằng tâm lành á, thì gọi là nghiệp thiện, thì nó sẽ tạo ra sao trần như ý. Sao căn biết sao trần mà bằng tâm xấu á, thì nó được gọi là tâm, đó là gọi là nghiệp ác, thì nó sẽ tạo ra sao trần bất toại. Có hiểu không ta? Alo, bây giờ tôi phải ngưng ở đây và hẹn bà con một tháng sau nha. Chúc các vị một ngày vui. À, cái người đưa tôi đi họ đã đến rồi, đang đứng sau lưng tôi đây. Chúc các vị một ngày vui. Idam me yatinam putu sukita huntu nyattayo.
idam me yatinam hotu sukita huntu nyatayo. Idam me yatinam hotu sukita huntu nyatayo. Idam me punyam asuvakaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pachayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.